Ok nhá, chào tất cả các bác nhá. Hút mùi hôm nay lại đi nhá, ngày một ngày đi vài chuyến hút mùi nha các bác nhá. Hút mùi nội địa Trung Quốc đây. Ship đến tận nhà lấy các bác nhá. Hút mùi nội địa Trung Quốc đây các bác này. Bên giao hàng thực sự là đợt này cực kỳ là khó khăn luôn, thế nhưng mà rất là may vì là tại sao khách hàng của em lại đang không nằm ở trong cái vùng dịch ý, thế là lại vẫn ship được các bác ạ. Có đi được không chị? Oppa nha các bác nha, thương hiệu lớn của Trung Quốc đấy. Đấy, ship toàn quốc luôn. Hôm nay Linh Bình này, Thạch Thất này, đây một bác ở Phú Thọ này. Đấy, nội thất nhà đẹp các bác nha, em hiểu đây. À với cả hôm nay còn một đơn nữa ở Huế cơ. Ở Huế là một cái hộp đựng gia vị. Ôi giời, vừa in. Sao nó lại vừa đấy nhỉ, vừa chuẩn nét luôn nhỉ. À để xem bà chị đi kiểu gì nhá. Đây các bạn này, những shipper gọi là nổi tiếng. Anh cầm này, em ngồi đây để cho bạn. Ok. Chị ơi, bây giờ chị thử đi một bánh em xem nào. Chị thử đi một bánh xem nào. Đi hai bánh quá bình thường, bây giờ chị phải đi một bánh em. Những shipper nữ cực kỳ là khỏe khoắn và xinh đẹp. Chúc chị gọi là vững vàng tay lái chị nhá. Đừng nhìn thấy anh nào mà đẹp trai như thế ở thằng em thì lại nhìn nhiều. Hay quá, không phải đồng hương rồi. Ok các bác nhá. Đấy là đơn hút mùi đấy. Úi giời, úi giời, vịt gà kìa, úi giời.